chào tất cả các bác. Chào mừng các bác đã quay trở lại với cái video tiếp theo của em. Ngày hôm nay em giới thiệu tất cả các bác cái mẫu đẩy Teleotix. Cái mẫu này thì thực ra là em không bán và em cũng không nhập. Này là hàng demo của hãng họ gửi cho em để xem chất lượng như thế nào thôi. Thì con này là con như ở đầu tiêu đề video thì em cũng có báo với các bác là em thanh lý con này, giá rất là hợp lý. Con này là mới tinh chính hãng, còn nguyên vỏ thùng xốp đấy các bác, mới tinh luôn. Đấy, còn nguyên tem chính hãng của Teleotix này. Đấy. Thằng này thực ra là em không bán cái mã này, em chuyên về Teleotix. Đấy, con này thì hãng họ gửi cho em thôi, em thì không thích cái hãng này. Đấy, thì em bán rẻ cho các bác, còn các bác thích thì các bác gọi cho em. Giá con này hiện tại em đang giao cho tất cả các bác là chỉ có 4 triệu thôi. Đấy, nguyên zin, nguyên bản TDMA 2600, công suất 600W một kênh. Khỏe kinh khủng. Giã đôi loa CIF Bass 30 này, công suất rất là lớn này, căng đét luôn mà không chỉ báo một đèn, chỉ báo một đèn. Đó, em mở các bác nghe thử nhá. Đấy, với cái nhược điểm thứ hai ấy là em làm cái style này nó hơi bị xước một chút xíu này. Đấy. Giá thị trường nó rơi vào tầm khoảng 4 triệu 6 đến 4 triệu 8 tùy từng anh em bán, nhưng thấp nhất đã là 4 triệu 8 rồi. Đấy. Thì các bác có nhu cầu thì cứ liên hệ qua cho em nhá. Sau đây em mở thêm một đoạn nữa cho tất cả các bác cùng nghe thử này. Đấy, cho các bác xem đằng sau đã. Quên. Đằng sau thì em thấy cũng có hai quạt gió này. Đấy, con này thì còn nguyên tem cho nên em không bóc ra nó mất giá trị, các bác lại không thích. Còn đấy, giá chỉ có 4 triệu thôi, anh em nào thích thì alo em. Có Bright này, Paranel này, Sitte này. Đấy, có đầy đủ tất cả các cổng ăn trơn luôn. Jack Newtrick và jack cấy loa bình thường, có cả cầu chì này. Bên này cũng một quả gió nữa này. Công suất của nó là 600W, nguồn khá là to nhá, em bê nặng lắm. Bê nặng có nghĩa là em nghĩ khả năng con nguồn này khá là to. Đấy, cho các bác nghe thử thêm một đoạn nữa nhá. Người từng yêu anh thôi, năm tháng bao giờ còn còn bên nhau, chẳng sợ ngày sau ta sẽ mất nhau, khó khăn thêm người nào. Rồi một ngày kia trao em mong ngóng, em mau quên người vì em mà cố gắng. Cuộc đời mang cho này thì nó thiết kế mặt khá là đơn giản nhưng mà em thấy nghĩ rất là khỏe đấy các bác. Các bác đánh mà để sáng được cái đèn trên này khả năng cháy loa các bác đấy. Cháy loa các bác, công suất rất là khỏe. Đôi CF này công suất khá là căng nhá, mà con đẩy này nó đánh căng đét luôn. 2600 này, 600W một kênh. Đây là hai phím volume này, có đèn báo Rotex single là đèn tín hiệu và clip, có nghĩa là con đẩy quá tải hoặc là loa nhà các bác đã quá tải. Đây có cái tem chống hàng giả của Teleotix, TD Acoustics. Nút nguồn và mặt phay nhôm. Con này nó làm khá là đơn điệu, khá là đơn giản. Có tem chính hãng này. Đấy, các bác có nhu cầu thì liên hệ qua cho em nhé. Giá thì chỉ có 4 triệu thôi. Đó. 4 triệu. Đấy, các bác mua trên thị trường tầm khoảng 4 triệu 6 đến 4 triệu 8 này. Em bán chỉ có 4 triệu thôi. Đấy, anh em nào cần thì liên hệ qua cho em nhé. Cần ngon bổ rẻ thì đây đúng là ngon bổ rẻ luôn. Ok mọi người. Bác nào chưa đăng ký thì hãy nhớ đăng ký kênh để luôn cập nhật những video mới nhất và luôn được cập nhật những sản phẩm mà chính hãng mà có giá hợp lý, giá rẻ. Đấy thì liên hệ qua cho em. Đó. Ok, xin chào tất cả mọi người.